sao nhưng mà đi về, đi về đâu, đi. Không có, bây giờ từ từ cái gì nói đi. Giờ ông lỡ sai thôi, rồi sao có sao không? Người ta rung quá trời nặng, bé nó rung quá trời rung nè. Giả sợ thôi chứ có gì đâu, có cày thôi gì không? Ok, ngã không? Ok, ông hòa. Còn bé này, bé này, bé này. Nói này lạ mà. Đi về. Mày ở đâu? Mày gọi đi. Anh bây giờ gọi thằng nhận nhẹ anh làm bậy là đủ mà lộng hành. Kêu lại. Tôi không phải về, tôi làm gì tôi phải về. Tôi chả gì tôi về cả. Không, tôi không phải về cả. Tôi người đi đường, không phải về. Cứ cứ về đi. Đi đi công an đi. Dừng xe có không ạ? Dừng xe có không ạ? Đang gọi rồi, đây có người gọi rồi. Có người gọi rồi. Có người gọi rồi, anh đừng hết, anh dừng xe đấy. Có rồi, quay rồi, có quay hết rồi. Không quen ta mà lại chặn đường lùm xe ta là gì á? Quay số xe, quay. Có. Có gọi người dân chứ rồi. Dân ở đây, tôi dân đây nè. Bao nhiêu người là chứng kiến không thấy không, làm cái chuyện cặt mà đâu mà ông còn chống cự phải không? Dạ, tôi dân đây nè. Ai dám cản mà? Thì còn có ta chứ, chạy xe. Lấy chìa khóa, ông đợi, ông nói là mình. Anh rút chìa khóa ra, anh cứ dựng xe đấy. Rút chìa khóa, không ai lấy xe của anh cả. Anh rút chìa khóa ra. Tôi thằng đe đập được. Tôi lấy xe đi. Tôi không có lấy xe anh làm gì cả. Tôi chỉ nói anh rút chìa khóa, anh đứng anh đợi đây chờ giải quyết. Chờ mãi được rồi.